Đây, hiện tại là chú Sơn đang xịt ở trên cái mui xe nè. Giờ là công đoạn xịt xà bông nha mọi người, để bắt đầu vệ sinh sạch sẽ các xế yêu. Nãy là công đoạn vệ sinh mui xe, bây giờ đến xung quanh thân của xe nha mọi người, cũng như là bánh, đó, đầu xe. Cái kiểu chú Sơn giờ đang xịt xà bông lên. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại bây giờ là ngày 15 tháng 12 năm 2023, ngày 6 Tết. Thì mọi người ở trên công ty cũng đã bắt đầu đi làm trở lại bình thường. Ở đây, hôm nay con qua con thấy mấy anh đang rửa xe gì đó cho dịp đầu năm, mà mới đầu năm rửa xe. Để hỏi mấy anh thử mấy anh làm gì vậy? Anh Phi ơi, anh Phi, yeah. Mới đầu năm mà mấy anh vệ sinh xe sớm với anh Phi? Có không hoạt động, mình quay vô mới vô mình phải vệ sinh rồi coi bình bọng đồ các thiết bị trong xe đâu có đủ đi hỗ trợ hay là đi cứu thương không. Hello, con xin chào tất cả quý vị quý khán giả. Hôm nay là mùng 6 Tết cũng như là ngày 15 tháng 2 năm 2024 nha cả nhà. Năm mới con chúc cả nhà một năm mới thật là an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Thì cái clip của con bữa ở mùng 5 Tết là ở trên đầu cầu ở Lâm Đồng đó nha. Thì có kiểm tra hai xe, đó là xe 03 và xe 04 đó. Thì hôm nay con về đây con sẽ kiểm tra lại xe 02, xe 05 và xe 06. Thì đầu tiên đây là xe của 02 của cô Phượng Đan Mạch, cùng là một chiếc xe đời đầu cùng với xe 01 của sư phụ con. Thì xe sư phụ con, xe 01 đã ở ngoài ngoài Anh Phúc, ở ngoài Đà Nẵng, qua đầu cầu Đà Nẵng đã hỗ trợ cho bà con ở miền Trung. Còn xe 03, 04 thì nó ở Lâm Đồng, giờ là hỗ trợ cho các bà con ở vùng cao nha cả nhà. Đó, ở đây xe 02. Thì chiếc này rồi vệ sinh đó thì cả nhà, tụi con vệ sinh ở ngoài thôi, tại vì trước khi nghỉ Tết á, tụi con đã rửa dọn dẹp ở bên trong hết rồi. Còn giờ ở bên ngoài thì nó sẽ có bụi sơ sơ, thì tụi con sẽ xịt nước sơ lại và rửa. Chủ yếu là cắt tất cả các thiết bị thôi cả nhà. Đó, đây băng ca tay, băng ca ấy, còn oxy vẫn còn, thiết bị bình cho máy thở vẫn còn hoạt động nha, bình thường hết. Đây, đây là thiết bị cho máy thở như thế này nè. Dù mấy cái này để dành cho con, dành đó để dành mà lỡ mà những cái ca tai nạn mà lỡ mà có gãy tay gãy chân, tụi con có thể đi nẹp lại được. Rồi, ca tay, oxy, bóp. Cái này chắc cả nhà không có quên đâu. Cái này là đo cái nhịp tim, oxy trong máu. Thì cái xe 02 thì cả nhà biết rồi, đi chinh chiến cũng theo con cũng lâu rồi đó cả nhà. Này máy đo huyết áp nha cả nhà, đo tay đo nhịp tim luôn. Lâu quá không xài, nó hết pin thì gì rồi. Mày chúc con xài pin. Hết pin. Không kiểm tra là đâu biết nó hết pin không. Cái này là gì anh Phi? Này là hộp thuốc. Đây, nó sẽ bằng gẹ cho tất cả thuốc nè. Thuốc bắn pháo hoa. Thuốc bắn pháo hoa là thuốc đi cầu ở đau bụng nha nè. Bằng cá nhân, kéo y tế, gẹ, oxy, băng tung, chung là đủ hết nha cả nhà. Đã mổ đi cấp cứu được, đi được, nghe ca sơ cứu đi được.
coi tạm ổn cái nha. Này con cũng không chạy, ít chạy. Kiểm tra cho anh em chạy thôi, oxy còn, bắn khung còn, bóng gòn, oxy. Nước này là phải có điều dưỡng, nhưng Nam y tế đi theo mới xài được cái này, con không có gành nè. Máy hút đàm, máy thở, kẹp cổ, bông gòn không, thiếu bao tay. Xe này phải bỏ lên phim bao tay dư 30 phút nữa. Sư bộ ok, mày đã tay rồi, nói chung là ok, được, hỗ trợ được. Xe công 6 vậy. Gì hỏi Thành đi, Thành coi kiểm tàu giùm anh cái. Thành ơi, Thành đang làm gì vậy Thành? Kiểm tra đầu dây nó oxy rồi, máy mất lại dây mất rồi. Anh có thể giới thiệu sơ sơ mấy thiết bị có trong xe được không anh? Rồi, thiết bị xe thiếu gì đủ gì. À, đang sẵn lại luôn hả? Đang sẵn rồi, đang sẵn lại rồi. Oxy có sẵn rồi, mình đi máy hút đàm, máy thở, cũng y tế. Tay. Rồi trong đó có gì? Thuốc, băng gạc, gạc y tế, oxy gạc. Thì riêng cái 06 này cả nhà, nó sẽ mắc đi cái băng ca tay. Cái băng ca tay đây nè cả nhà, nhớ cái đợt mà giật mà đi chụp vớt xác của một anh thanh niên ở An Giang, thì cũng nhớ là ở An Giang thì nó cường thủy nó ginh á, lúc đó còn thủy thủy nó còn đó, nó ginh rồi nó bỏ luôn cái băng tài cà tài ta luôn. À, nói chung thì xe 06 là xe của gia đình bà Lưu Hường của Australia tài trợ nha cả nhà. Đó, đây là xe 06. Nói chung đồ đạc thì lúc nào cũng còn đủ trên xe để cho anh em hỗ trợ những cái ca cứu thương đó nè. Rồi quay lại qua xe 05 nha cái nè. Alo anh. Chào rồi, hết tiếp chào rồi. Hết tiếp à. Công tác vui. Công tác vui vẻ bà con. Dạ. Rồi đầu năm kiểm tra xe đặng hỗ trợ bà con có chút gì không? À, đầu năm nói chung là cuối năm anh em tụi con đã kiểm tra xe rồi, bắt đầu vô đầu năm lại phải kiểm tra được một lần nữa để chở bà con đi cho nó an toàn, đến nơi về chốn chứ không có cái vấn đề là thiếu cái này hay là cái kia là trên đường đi cả nhà. Đầu năm anh em, bữa nay mùng 6 Tết, sơn chúc tất cả quý vị khán giả, sư phụ và cô, anh em bên hội và anh em bên công ty tất cả bê đét thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Rồi thì mùng 6 Tết nữa nè, cũng không mong quý bà con lên xe này đâu, con chỉ chuẩn bị sẵn sàng đón những cái trường hợp không may thôi. Thì đây là xe 05, xe của anh Hùng Australia tài trợ nha cả nhà. Đó, ngày xưa của anh Hùng mua. Và xe này là ngày xưa là xe của Bắc Giới nha cả nhà. Đó thì xe riêng xe Bắc Giới thì lúc trước Bắc Giới nó ăn giặt, con thường đặt tên xe nó là cái tiệm tạp hóa. Nhưng mà nói tiệm tạp hóa vậy chứ trên xe nó không bao giờ thiếu đồ nha cả nhà. Anh Sơn chỉnh cho mà bên đó là có cái gì anh? À, oxy còn có oxy nè, oxy còn hai bình nè, đầy đủ oxy. Rồi. À, bên đây là có máy thở, máy hút đàm. À. Cái hộp y tế nào? Đây, y tế. Rồi, đây. Xe nói chung là xe này là ok. Biết phân với xe kia nhiều. Rồi băng tay, băng ca rồi ở đây còn nữa nè. Đây còn thêm một mẫu nữa. À, đầy đủ. Đây, nói chung là xe 05 là đi hơi nhiều hơn mấy xe kia. Thì lúc trước có chớ đi thì nó chuẩn bị đầy đủ hết á. Thuốc, men rồi đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Tất cả. Đây thuốc. Thuốc ói rồi. Nói chung là nhiều thuốc lắm. Rồi băng ca tay và băng ca này. Rồi nẹp.
đổ thuốc không anh? Đủ. Nói chung là chỉ kiểm tra sơ sơ rồi thôi ha. Đấy, còn cái này á, mới đã bít FPO2. Mở đồ FPO2. Dầu, gió, nhang rồi cũng có luôn rồi. Nói chung là xe bất giới là đủ nha. Còn xe 02 thì nó thiếu bao tay nha. Anh bỏ bao tay với giấy tờ lên giùm em nha. Ok. Rồi đây thì con xin thông báo luôn nha cái nhà. Đây anh Sơn từ ngày sau sẽ là đội trưởng của đội xe cứu thương cộng đồng. Qua đây Thành. Vô nhà được không em? À, di động thì anh Sơn sẽ là đội trưởng đội xe cứu thương cộng đồng. Đây là Thành, tại anh tài xế cũng là xe mới nhưng mà tài lái rất là cứng nha cả nhà. Đó thì con cũng đã đi với Thành được một hai chuyến gì đó, nói chung tài lái rất là ok. Đó thì con ở đây con cũng đang tuyển dụng sư phụ con nha, đang tuyển dụng tài xế đó. Thì anh em nào mà có đam mê, nói chung là phải có gì sức khỏe, sức khỏe cái thứ nhất là không có ràng buộc nha cả nhà, không có ràng buộc thời gian. Tại tụi con ở đây làm không có thời gian là gì cấp cứu mà cả nhà, đi giờ nào cũng vậy đó, nói chung không có ấy được. Nói chung là đi công tác thì thường thường là 1-2 tháng cũng có, 1-2 ngày cũng có, 3-4 ngày cũng có, tháng cũng có, cái năm cũng có. Nói chung là làm bên thiện nguyện là mình phải làm bằng cái tâm nghe nè, mình giúp hết tâm sức con người mình thì vừa nói là làm thiện nguyện cho xe cộng đồng nhưng mà thật chất là sư phụ cũng có trả lương cho anh em. Thì cái lương của anh em, lương tài xế thì thường thường ở ngoài bao nhiêu thì vô đây thì coi tình hình mới vô, mình nghèo mình vẫn chu cấp cho anh em đủ anh em nuôi sống gia đình mình thôi. Thì chỗ đây tụi con cũng ở đây hồi đó giờ riêng con thì cũng 5 năm rồi, thì ở đây có anh Sơn kế tiếp, anh Sơn lâu hơn Thành. Thì vô đây cuộc sống đây anh em đùm bọc nhau mà sống thôi đó. La sáu không sáu sáu không sáu và 0836511115 bỏ cái số 4646 đi. Có vẫn còn cái số 4646 luôn nha, cái nhà liên hệ cũng được nhưng mà mấy anh em xin việc làm á thì cái fanpage của 8 sang BDS nha cả nhà, nó gọi cho fanpage đó thì cả nhà sẽ thấy rồi. Thì xe này là cũng có xe bé Như cũng có hỗ trợ một chiếc ở đây nha cả nhà, nó cũng Bạc Liêu. Thì đây là ba xe đầu cầu đúng không? Rồi sẽ sau này anh Sơn sẽ đảm nhận cái phụ trách bên đội trưởng đội tài xế sau này. Thì hiện tại thì mấy con thì chỉ có sự nhân nhưng mà đang ở đầu cầu Đà Nẵng. Đây có ba đầu cầu Lâm Đồng quên cái xe công vọng ở đầu cầu Đà Nẵng bên Phúc. Còn đây có anh Sơn với Thành, thì còn chỗ Trình với anh Hằng thì bên nắp xa rồi, cũng không có hỗ trợ anh em được. Thì lâu anh em tụi con thiếu người thì mấy một người bán qua, con thì con cũng phụ trách bên công ty, lâu lâu cũng đồ nhiều cũng phải qua hỗ trợ cho anh Sơn. Tại sao anh lâu lâu đi tổng lệnh mình đi mình chạy để dám quên rồi nó lái chạy hết đường gì chạy không được, mình cứ ở nhà cái vô số không được đúng không? Thì nhiều khi mình đi mình làm cho bà con cái tay chân run rẩy không còn là giống như là miệt mài im dịu giống như lúc trước mình làm hơi lòng cộng xíu không nên Sơn giờ còn làm massage được không? Nói chung Sơn thì sư phụ đều đâu, công ty đều đâu thì Sơn làm đó. Nói chung là cứ việc làm giờ đều chạy xe gì cũng được, chỉ chạy xe lửa chưa chạy thôi, xe tăng máy bay rồi. Rồi thì buổi sáng Tết tụi con cũng có nhiều đó nói thôi, chuẩn bị xe thôi chứ cũng không có làm gì. Rồi mong cả nhà vô coi và chia sẻ ủng hộ được anh em tụi con một cái giọt xăng giọt dầu gì đó để đi khắp muôn nơi để hỗ trợ bà con, cũng như ủng hộ cao cho bớt cho sư phụ con nha cả nhà. Đó, xin chào và hẹn gặp lại.